Dạ vâng, lời đầu tiên cho shop bên em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn này các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ tốt lành. Đặc biệt là các bác đam mê cái bộ môn bẫy chim đêm thì nhằm đảm bảo cho cái vụ tham tám sắp tới thì bên nhà em là làm rất là nhiều hàng để phục vụ các bác, để tránh cái tình trạng mà khi vào chính vụ hàng khan hàng hiếm mà giá thành nó tăng ấy, thì bên nhà em là làm rất là nhiều để phục vụ các bác. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái sản phẩm những cái tay lưới đánh dã run ấy, thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn cái hình thức giao hàng bên nhà em ship hàng COD toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về những cái tấm lưới này để cho các bác cùng theo dõi. Thì trên màn hình các bác đang theo dõi đây là những cái tấm lưới 8 phân dành để đánh những con dã run tháng 8 sắp tới các bác nhé. Thì cái tay lưới đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác là những cái tay lưới dài 50m, dài 50m và thông số kỹ thuật của nó thì ghi hết trên những cái mã mác sản phẩm này các bác nhá. Tay lưới này là tay lưới 8 phân, mắt của nó là mắt 75, còn sợi của nó là sợi 15. Nó chỉ là 4 giường và 3 túi thôi nha các bác nhá. Nó là 4 giường 3 túi và dài 15m, sợi là sợi 15 các bác nhá. Những cái tay lưới này thì là những cái tay lưới tàng hình mà bên nhà em đã sản xuất. Ngoài ra thì bên nhà em đã làm tất cả đầy đủ như ví dụ như thắt diềm rồi thắt chống gió chia cọc cho các bác rồi. Khi các bác mua hàng về thì các bác chỉ việc mang ra đồng các bác trăng và đợi gỡ chim này các bác nhá. Lưới thì toàn bộ là lưới tàng hình các bác nhá. Toàn bộ là lưới tàng hình. Những cái tay lưới này thì khi mà các bác đánh dã run thì các bác mua rất là nhiều nhá. Trong cái thời gian vừa qua tay lưới 4 giườm 3 túi các bác nhá. Đây là những cái tay lưới 4 giềm 3 túi, toàn bộ những cái hàng đằng trước này là 4 giềm 3 túi, rất là nhiều để phục vụ các bác. Hàng thì không giới hạn về số lượng các bác nhé. Còn những cái tay lưới thứ hai mà bên em muốn gửi tới các bác là những cái tay lưới mà 5 giềm 4 túi, cũng là mắt 8 phân. Mắt của nó là 100 mắt các bác nhé, sợi của nó là sợi 20. Nó được chia làm 3 cọc, dài 50cm. Đối với những cái tay lưới này thì là bên nhà em cũng làm hoàn thiện rồi. Khi các bác mua về thì các bác có mang ra đồng các bác trang thôi. Ngoài ra các bác không phải làm bất cứ thêm một thao tác gì các bác nhé. Lưới là lưới màu đen, đã được màu đen và đã được chia cọc chia túi đàng hoàng thì các bác nhé. Chia cọc chia túi đàng hoàng rồi. Thì những cái tay lưới này thì bên nhà em bán ra ngoài thị trường cũng rất là rẻ thôi. Khi các bác mua với số lượng nhiều thì có giá thành ưu đãi các bác nhé. Ngoài bán lẻ ra thì bên nhà em còn bán sỉ. Nếu các bác nào muốn lấy số lượng sỉ thì hãy để lại số điện thoại hoặc là kết bạn với cái số Zalo, thì số Zalo 0971425733 để anh em trao đổi để đi thống nhất cụ thể các bác nhá. Thì ngoài những cái tay lưới này ra, ngoài những cái tay lưới đấy đánh dã run này ra thì bên nhà em còn rất là nhiều những cái tay lưới dành cho các bác đánh tổng hợp rồi đánh những cái con nhỏ, những cái con chim nhỏ, thì hàng hoàn toàn là sẵn hàng nhá. Hàng rất là nhiều để nhà em làm rất nhiều để chuẩn bị cho cái vụ chim sắp tới ấy. Thì tránh cái tình trạng là khi mà hàng khan hàng hiếm giá thành nó đội lên thì bên nhà em sản xuất rất là nhiều. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần xem hàng trực tiếp ấy, thì hãy kết bạn cái số Zalo 0971425733 để được xem hàng trực tiếp các bác nhé. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về những cái tay lưới chuyên để đánh dã run đến đây là hết. Các bác thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video để không bỏ lỡ những video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.